Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúc anh em có một ngày học tập và làm việc thuận lợi nhé. Như anh em cũng đã biết, mặc dù cấp bậc cao nhất của đấu khí đại lục là đấu đế, thế nhưng do sự biến mất đột ngột của nguyên khí hàng nghìn năm trước, các cường giả trên thế giới có thể thăng cấp lên đấu đế cũng không thể. Vì lẽ đó, đấu đế dần tiêu tán. Cho đến nay, đấu khí đại lục đã gần vạn năm, chưa từng thấy một đấu đế cường đại nào. Điều này cũng khiến cho rất nhiều người đang bị mắc kẹt ở cửu tinh đấu thánh đỉnh phong không thể đi được bước cuối cùng. Ngay cả người mạnh nhất vào thời điểm đó, Tiêu Huyền cũng bị mắc kẹt trong nửa bước đấu đế, không thể tiến thêm một bước nữa. Điều này cũng dẫn đến việc Tiêu Huyền bị truy lùng bởi hồn tộc và hồn thiên đế. Cuộc chiến diễn ra cho đến khi Tiêu Huyền ngã xuống. Vậy bốn cường giả nửa bước đấu đế xuất hiện trong tác phẩm gốc, ai là người mạnh nhất và tại sao Tiêu Huyền chỉ đứng ở vị trí thứ hai? Đầu tiên AD muốn nói đến chính là Hoàng Tuyển Đại Thánh xuất hiện trong nguyên tác. Bạn phải biết rằng, Hoàng Tuyển Yêu Thánh là người đầu tiên trên thế giới bước vào cảnh giới cửu tinh đấu thánh thời điểm đó. Tương tự như vậy, ông cũng là người thân thiết nhất với nguyên khí do sự tồn tại của nó lúc này vẫn còn một chút cái gọi là hơi tàn. Tu vi của ông đã đạt tới nửa bước đấu đế cấp bậc. Tuy nhiên, do đúng thời kỳ này, bổn nguyên đế khí lại tiêu tán, không đủ cho ông đột phá. Điều này khiến ông cực kỳ không cam lòng. Ông nỗ lực cả đời nhưng cuối cùng vẫn không thể đột phá được đấu đế. Trong suốt cuộc đời của mình, Hoàng Tuyển Yêu Thánh đã nổi tiếng khắp lục địa đấu khí với sức mạnh linh hồn mạnh mẽ của mình. Hoàng Tuyển Yêu Thánh đã bước một chân vào cấp bậc đấu đế, thực lực đạt tới trình độ công đoạt tạo hóa, mà cường giả cấp độ này thì huyết mạch trong cơ thể đã bắt đầu biến dị. Chỉ cần ông đi nốt bước còn lại, vậy hậu nhân khác cũng sẽ hưởng thụ truyền thừa huyết mạch lực, chăm nở nhận được che chở. Từ đó về sau, một chủng tộc viễn cổ sẽ được ra đời. Đáng tiếc Hoàng Tuyển Yêu Thánh cho tới khi chết cũng không đạt tới bước cuối cùng thành đế, bởi vậy con cháu của ông cũng không nhận được phúc khí. Tuy hậu nhân không nhận được huyết mạch lực lượng buông xuống, thế nhưng tinh huyết của Hoàng Tuyển Yêu Thánh đối với cường giả đấu thánh mà nói thì có lực hấp dẫn cực lớn. Nếu có thể lấy được nó, thực lực sẽ tăng lên không ít. Năm đó, vì tuyệt thế cường giả này ngã xuống, truyền thừa lưu lại trải qua 5 tháng đã tiêu tán hầu như không còn. Trong kiểu U Mãng tộc còn có một tấm bia đá Hoàng Tuyển, chính là được lưu lại từ thời viễn cổ. Trên tấm bia đá có ghi chép sở học cả đời của Hoàng Tuyển Yêu Thánh, thậm chí còn ẩn sâu trong tấm bia đá chính là tinh huyết của ông. Bia đá Hoàng Tuyển là chấn tộc chi bảo của tộc kiểu U Địa Minh Mãng. Trên tấm bia đá đều khắc 3 loại đấu kỹ. Hoàng Tuyển Chỉ, Hoàng Tuyển Trưởng là đấu kỹ thiên giai cấp thấp, cái còn lại chính là Hoàng Tuyển Thiên Nộ uy lực vô song. Hoàng Tuyển Thiên Nộ chính là một loại đấu kỹ thiên giai cao cấp âm 3. Trong sách cổ ghi lại, Hoàng Tuyển Thiên Nộ chính là do đấu thánh đỉnh phong khi mà nghe thấy cũng phải biến sắc. Đỉnh cấp cường giả chết trong tay Hoàng Tuyển Yêu Thánh, 10 người có ít nhất là 9 người là bị Hoàng Tuyển Thiên Nộ chấn vỡ linh hồn mà chết. Một người khác cũng giống như ông ta, Tịnh Liên Yêu Thánh cũng nổi danh không kém. Hoàng Tuyển Yêu Thánh và Tịnh Liên Yêu Thánh tuy cùng tên là Yêu Thánh, thế nhưng không phải cùng một thời đại. Tịnh Liên Yêu Thánh cũng cực kỳ cường đại, đã đạt đến một nửa bước đấu đế. Không giống như Hoàng Tuyển Yêu Thánh, Tịnh Liên Yêu Thánh sở hữu Tịnh Liên Yêu Hỏa, đứng thứ 3 trong danh sách dị hỏa bảng, đây cũng là nguồn gốc tên gọi của nó. Tịnh Liên Yêu Thánh chính là một cường giả siêu cấp đã ngã xuống mấy ngàn năm trong truyền thuyết. Tịnh Liên Yêu Thánh rất hiểu biết về trận pháp, cổ thiên luyện trận do ông tạo ra đã phong ấn Tịnh Liên Yêu Hỏa mấy ngàn năm. Tịnh Liên Yêu Hỏa chính là dị hỏa mà Tiêu Viêm muốn có được nhất, nó đứng thứ 3 trong danh sách dị hỏa, chủ nhân cuối cùng của nó chính là Tịnh Liên Yêu Thánh, năm đó là người mạnh nhất gần đấu đế. Tu vi của ông đã đạt đến nửa bước đấu đế cấp độ. Vào thời điểm đó, Tịnh Liên Yêu Hỏa đã sử dụng thủ đoạn của mình, đưa cả một ngôi làng vào bên trong ảo mộng sống cả hàng trăm năm. Cho đến khi ảo ảnh được dỡ bỏ, những người này mới nhận ra rằng trăm năm cuộc đời chỉ là một giấc mơ. Tịnh Liên Yêu Hỏa vì có linh trí mà muốn đột phá đấu đế, thế nhưng đáng tiếc thiếu nguyên khí, chưa bao giờ có thể đi được bước đó. Và cuối cùng nó lựa chọn cắn trả chủ nhân của nó, chính là Tịnh Liên Yêu Thánh. Vì lẽ đó, Tịnh Liên Yêu Thánh chỉ có thể phong ấn dị hỏa này ở trong yêu hỏa không gian, sau đó ông bị phản phệ và ngã xuống. Có thể khiến một cường giả nửa bước đấu đế ngã xuống, thấy được rằng sức mạnh của Tịnh Liên Yêu Hỏa sau khi nổ điên mạnh mẽ ra sao. Và ngay cả sau này, có rất nhiều đấu thánh tạo thành một đội hình lớn để chống lại dị hỏa này, họ cũng không thể đánh bại nó. Tịnh Liên Yêu Hỏa có thể sử dụng sức mạnh thuần túy, biến tất cả mọi đối thủ trở thành nô lệ của riêng nó. Khi đó, trong hàng chục đấu thánh không ai có thể trốn thoát. Nếu linh hồn tàn dư của yêu thánh trên trán của Tiêu Viêm không thức tỉnh vào thời khắc mấu chốt, thì tất cả những người có mặt đều trở thành nô lệ của dị hỏa này.
Cũng giống như tiêu thần năm đó, bị tinh liên yêu hỏa khống chế nghìn năm, diễu hỏa này thực lực đã gần bằng thất tình đấu thánh. Chính tàn hồn của tịnh liên yêu thánh đã thức tỉnh và giúp đỡ tiêu viêm. Điều này cũng khiến tịnh liên yêu hỏa lúc này cảm thấy sợ hãi. Thân là chủ nhân trước đây của tịnh liên yêu hỏa, trước khi chết, tịnh liên yêu thánh không phải không có thực lực, ông có thể trực tiếp giết chết tịnh liên yêu hỏa, chỉ là xuất phát từ cảm xúc đã đồng hành cùng ông bao nhiêu năm nay mà thôi. Cái chết của ông cũng là do lỗi của chính mình, vì ông có những cảm xúc tiêu cực, cuối cùng làm hại chính mình. Cho nên chính vì điều này mà yêu thánh mới phong ấn dị hỏa tịnh liên vào bên trong không gian trong những năm đó. Người thứ ba có thể đạt tới nửa bước đấu đế, chắc hẳn rất nhiều người biết tới ông, Tiêu Huyền, thủ lĩnh của Tiêu tộc. Vào thời kỳ đó, Tiêu Huyền chắc chắn là người mạnh nhất trong bát đại cổ tộc. Hơn nữa, với thiên hỏa tam huyền biến do chính ông sáng tạo ra, thực lực của ông lại càng thêm mạnh mẽ. Ngay cả thủ lĩnh của hồn tộc Hồn Thiên Đế cũng cực kỳ cảnh giác với thực lực của Tiêu Huyền. Thế nhưng điều mà Tiêu Huyền không ngờ tới là ông cuối cùng lại không thể đột phá đấu đế, để rồi chết trong tay của hồn tộc. Tiêu Huyền chính là một huyền thoại từ hàng ngàn năm trước, đã xếp đầu trong danh sách năm chí đại cường giả mạnh mẽ nhất. Ông đã đạt tới đỉnh cao của cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, vượt qua cả các cường giả hàng đầu, mạnh hơn Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên rất nhiều. Khả năng cường chiến vượt trội của Tiêu Huyền đã cho phép ông chế ngự ba loại dị hỏa và sáng tạo ra thiên hỏa tam huyền biến. Tuy nhiên, sau khi thử đột phá đấu đế và không thành công, Tiêu Huyền đã bị trọng thương nặng. Đám người Hồn Thiên Đế đã không bỏ lỡ cơ hội vào tấn công. Mặc dù bị thương, Tiêu Huyền vẫn tiêu diệt đại đa số cường giả hồn tộc và làm cho Hồn Thiên Đế trọng thương suốt hàng ngàn năm. Dù đã qua đời, thế nhưng linh hồn của Tiêu Huyền vẫn giữ lại trí nhớ khi còn sống, tạo nên một đạo tàng ảnh đầy bất ngờ ở trong thiên mộ cổ tộc. Mặc dù chỉ là tàn hồn, nhưng ông đã một lần đánh bại cùng lúc hai gã nhất tình đấu thánh của hồn tộc, để lại dấu ấn khó phai trong huyền thoại của mình. Tiêu Huyền, một huyền thoại của Tiêu tộc, đã chứng tỏ bản thân là một cao thủ vượt trội. Dù còn trẻ, ông đã đạt đến đỉnh cao của cửu tinh đấu thánh hậu kỳ và sớm thừa kế vị trí tộc trưởng của Tiêu tộc. Ông được coi là người mạnh nhất trong toàn bộ dòng họ Tiêu. Mối quan hệ mạnh mẽ giữa Tiêu Huyền và Phần Viêm Cốc, chính là lão tổ của Phần Viêm Cốc, đã đánh dấu một sự đoàn kết đầy tình cảm, thậm chí còn sáng tạo ra thiên hỏa tam huyền biến, một công pháp đặc biệt để làm thứ gọi là bảo vật của Phần Viêm Cốc. Có một khoảng khắc may mắn trong lịch sử của Tiêu tộc khi mà Tiêu Huyền ngã xuống, ông đã cầu xin sự giúp đỡ của cổ tộc. Điều này đã cứu vãn huyết mạch quan trọng của Tiêu tộc vào thời điểm cốt yếu nhất, giữ cho dòng họ Tiêu có thể tiếp tục tồn tại. Có một cường giả nửa bước đấu đế mà AD sắp nói tới, so với ba người trước mạnh hơn một chút. Nó không phải là người, mà là một đế phẩm chưa hoàn chỉnh. Nó ở trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Nó được gọi là đế phẩm số đan, đan dược chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chỉ có một viên đế phẩm số đan trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Số đan sinh ra linh trí, sau khi hóa thành hình người thì thực sự số đan dị thường cường hãn. Nó có thể đồng thời ngăn cản mấy cường giả kiểu tình đấu thánh liên thủ vây công. Ở trong đan dược chứa nguyên khí vị diện, có thể trợ giúp đột phá đấu đế. Các bạn phải biết rằng, lúc mà Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên cùng với Trúc Khôn, ba vị cửu tinh đấu thánh đỉnh phong liên thủ đối phó đế phẩm số đan, bọn họ kỳ thực đã bị tụt lại phía sau. E rằng trên thế giới này, chưa ai có thể đánh bại được viên đan dược cấp đế này. Vậy các bạn nghĩ sao về điều này? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.